Mọi người lưu ý ông thầy nè, không phải khi nào bài giảng cũng được record, được chưa? Không phải khi nào lớp học cũng được record đầy đủ các nội dung, được chưa? Như vậy hai vấn đề, có nghĩa là sẽ có buổi có record và sẽ có cái việc record không đầy đủ, và bạn là người phải chịu trách nhiệm học thật nghiêm túc cùng với thầy. Và thầy sẽ là người chịu trách nhiệm dạy như thế nào đó để đảm bảo được rằng, để đảm bảo được rằng, lưu ý bài thi của mình như sau. Thì ngày thi ấy, mọi người sẽ thi nói này, sau thi nói là mọi người sẽ thi nghe này, sau thi nghe sẽ là bài thi grammar, và sau bài thi grammar là reading, và sau reading là bài thi writing. Như vậy thời gian diễn ra như sau: thi nói là 12 phút một bài, thi nghe một bài sẽ là 40 phút. Được. Và hợp phần thi ngữ pháp là 25 điểm. Là 25 điểm. Hợp phần này không, sorry, 25 phút chứ, 25 phút. Và nó không tính vào điểm tổng. Không tính vào tổng điểm, không tính vào tổng điểm. Nó là một hợp phần thi không tính vào tổng điểm, nhưng các bạn phải làm bài thật nghiêm túc. Và đọc hiểu của mình sẽ là, đọc hiểu của mình sẽ là 35 phút. Đọc hiểu của mình sẽ là 35 phút, đúng không? Và viết của mình sẽ là 50 phút. Đấy, đấy, thầy chia sẻ với mọi người như thế. Thầy chia sẻ với mọi người như thế. Như vậy, đây là bố cục của bài thi. Vậy, vậy nói là 12, nghe là 40, đúng không? Và 35, 50, như vậy tổng thời gian thi tầm cỡ 2 tiếng mọi người ạ. Hoặc là, sorry, 2 tiếng rưỡi. Như vậy, các bạn phải đáp ứng được thời gian. Không cần làm bài quá vội, không cần làm bài quá nhanh, cứ đáp ứng đúng thời gian dùng thầy gái. Bạn làm bài quá nhanh, bạn làm bài quá nhanh, giám thị đuổi về ráng chịu, thầy không bảo lãnh được đâu. Nghe này, những năm trước, những đợt trước, thầy có thể bảo lãnh được, thầy có thể đứng ra nói được, nhưng bây giờ thầy chỉ là một người rất bình thường. Các bạn hỏi các anh chị khóa trước sẽ biết. Đúng rồi. Như vậy thầy dạy là dạy tất cả những tâm huyết, những cái gì thầy biết, dạy làm sao cho các bạn đậu, dạy làm sao cho các bạn điểm cao nhất. Nhưng các bạn phải tương tác, đừng chờ đợi gì cả, đừng chờ đợi gì cả. Được chưa mọi người ạ? À? Được chưa mọi người ạ? À? Rồi, lưu ý tiếp theo. Vì sao? Vì sao cái chương trình nó càng ngày càng khó? Đây là một câu trả lời thầy luôn nhấn mạnh cho từng cái lớp học của thầy. Áp tích ép vú gì đó. Xin lỗi mọi người như thế. Nó làm như đúng rồi, nó chỉ là những đứa sinh viên bình thường. Nó lấy toàn bộ đề của thầy, rồi bắt đầu nó đi mua, nó bán, nó rao đầy cái TDU, nó rao đầy cái IUH. Mọi người chịu nổi không? Rồi ăn học cái gì? Tụi nó không chịu học, tụi nó có niềm tin rằng đó là cái đề, đó là đáp án và mua bán, và nó nghĩ làm được, không bao giờ làm được. Như vậy càng ngày càng khó là do tụi nó. Và bây giờ còn thêm một cái khó nữa này các bạn, đó là 6 đề. 6 cái gì vậy? 6 đề nghe và 6 đề đọc. Đó là một điều kinh khủng mà không ai muốn cả. Không ai muốn cả, nhưng họ phải làm lại để họ xét lại cái chất lượng. Bởi vì cái tụi sinh viên không muốn học mà chỉ mua bán. Đúng không? Và mua bán đề ảo mà nó tin đó mọi người ạ. À. Nó tin đó mọi người ạ. À. Mọi người nghĩ là bước vào phòng thi làm việc rất là nghiêm. Thầy mà gác thi, đứa nào mà cầm tài liệu trước mặt thầy thì tát một phát thầy đuổi về liền. Hỏi các bạn khóa trước sẽ biết. Thầy cực kỳ khó chịu nếu bước vào phòng chờ thi cũng vậy. Đã bước vào khu vực thi là không có tài liệu, thầy thấy tài liệu thầy không tát, thầy cũng đuổi về, thầy cũng làm khó khăn. Như vậy mọi người phải nhớ là gì, thầy đã cam kết thế nào thầy sẽ làm việc hết mình cái đó, thầy sẽ không để sinh viên của thầy bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng các bạn phải có sự hợp tác, và có lẽ rằng cái việc đăng ký dự thi ngày thi gì đó thì cuối tuần này thầy sẽ hướng dẫn sau. Nhưng trước mắt là chúng ta học nghiêm túc trong từng buổi học, rồi học nghiêm túc từng nội dung. Chứ chẳng có cái gì mà không dễ, không không dễ mà không khó cả. Mình cứ nghiêm túc là mình thi tuyệt vời nhất. Nhé, cho thầy nói nhiều cái buổi đầu tiên một vấn đề như thế. Được chưa? Rồi. Mọi người lưu ý nha mọi người nha. Rồi. Và bây giờ, cái vấn đề mà mọi người sẽ phải nhớ đó là gì ạ? Chúng ta sẽ học kỹ năng viết trước.
đã học kỹ năng viết trước đúng không? Và trong cái nhóm của mình luôn luôn có clip có sẵn. Clip đó là những cái clip rất quan trọng và clip đó là clip sẽ thi luôn. Vậy nghe thầy nói đây, nghe thầy nói đây, nghe thầy nói đây. Thầy sẽ dạy online những câu lạc bộ, những nội dung không nằm trong clip. Thầy sẽ dạy online những câu lạc bộ, những nội dung không nằm trong clip. Hiểu chưa? Hiểu nghe, hiểu dùng thầy nha mọi người nha. Được chứ ạ? À? Được chứ ạ? À? Rồi, bây giờ xem này. Phần 1 mình đã có clip này, phần 2 mình cũng đã có clip, phần 3 mình cũng đã có clip, phần 4 cũng đã có clip. Nhưng thầy sẽ dạy những nội dung chưa có và nhắc lại từng cái cho các bạn rõ ràng ràng nhất. Đúng rồi, à, các bạn nha, mình sẽ làm việc với các bạn rất rõ ràng, đừng có lo gì cả. Bây giờ mình sẽ đi vào thi. Bây giờ thi viết nghiêm túc, mình gọi là đây, thi viết nghiêm túc. Đó, mình giống như là đi thi viết đúng không ạ mọi người? Như vậy thi viết thầy nói có mấy phần? Có 4 phần đúng không? Phần 1 mình sẽ bị hỏi 5 câu và một câu mình trả lời maximum 5 từ. Và các em nhớ này, các em nhớ cái này này. Đấy, những câu này thầy lấy từ đâu ra? Thầy lấy từ cái clip phần 1 thầy đã tạo ra cho các bạn. Thầy đã tạo ra cho các bạn. Các bạn xem đi, chúng ta sẽ thi đấy. Chúng ta sẽ thi đấy đúng không ạ? Như vậy đi thi hỏi 5 câu như thế này. À, nói gì ạ? Your favorite color, màu sắc yêu thích của bạn là gì? Vậy à, những câu hỏi này em phải nhớ. Người ta dùng cái gì với em? Người ta dùng chữ what is. Đúng lớp. Vậy em sẽ trả lời một bảng màu. Người ta dùng cái gì với em? Người ta dùng chữ favorite. Đúng mà. Vậy trả lời vắn tắt, trả lời đơn giản là like. Nếu em không thích like thì em love. Đúng không? Và thầy là con trai, thầy thích màu nhẹ nhàng. Ví dụ thầy nói I like pink. Đó, tôi thích màu hồng. Kệ thầy chứ, nhưng cả lớp không thể nào trả lời giống thầy được, có rất nhiều màu khác nhau. Nhưng vì sao sinh viên mình đi thi nó không được chấm điểm này? Mọi người để ý này, bài thi này đó, khi tụi thầy chấm bài nó sẽ có kiểu này: I love pink. Nó hội tụ tất cả lỗ sai. Lỗ sai gì vậy lớp? Chủ từ ai đứng ở vị trí nào cũng phải viết khoa. Đúng nha. Và đứng cuối câu thì phải có dấu gì? Dấu chấm. Đây là những lỗi sai. Xin thưa mọi người, đây là những lỗi sai mà tất cả các sinh viên đang có và đang bị. Và việc chấm bài diễn ra rất là nghiêm túc. Và sinh viên mình đang bị điều này hết. Rồi tiếp. Mọi người ơi, chị Phước là gì? Chị Phước là món ăn. Món ăn yêu thích là gì? À, cũng là I like và I love. À, thầy thích cái món gì nó là lạ. Ví dụ như là cheese hamburger. Em có thể thích món khác, em không thể giống thầy. Cheese hamburger. Gần mấy trăm người đang ngồi học ở đây. Điều gì sẽ diễn ra nếu mấy trăm người này đều trả lời I like, I love cheese hamburger? Ha, các bạn lưu ý nha. Nhẹ nhẹ một số bạn không vào được thì nhẹ nhẹ cũng gần mấy tấp, ok. À, nhẹ nhẹ gần 600 người. À, mọi người lưu ý. Rồi bây giờ tiếp nè. What is your favorite time of year? Cái mùa yêu thích trong năm của bạn. Cái câu trả lời này á, những bạn du lịch thầy thường dạy như thế này. Thầy thường trả lời cho các bạn du lịch đó là a long summer vacation. Dĩ nhiên đây không phải là câu, nhưng thầy cũng dùng dấu chấm. Bởi vì cái phần 1 này nó bắt buộc. Rồi, những bạn sinh viên thì thầy thường dạy thế này. Em cứ dùng I like, I love bình thường. Và em thích mùa nào? Ví dụ như thầy thích mùa hè. Hè không để dạy ở nhà vẫn hưởng lương như thường. Vậy I like, I love summer. Đúng không? Và nhiều bài hỏi mình như sau. Thầy ơi, có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. À, xuân, hạ, thu, đông. Vậy trả lời giống nhau là bình thường đúng không thầy? Đúng rồi, trả lời giống nhau là điều bình thường. Nhưng cái câu này không thể trả lời, không thể 10 người đều trả lời là cheese hamburger được. Bởi vì đồ ăn là vô vàn đồ ăn. Lớp đồng ý không? Lớp đồng ý không? Nha. Yeah. Rồi tiếp. What's your hobby? Sở thích của bạn là gì? À, mình ghi I like, I love bình thường. À, tôi thích chạy bộ. I like running, I love running. Lớp đồng ý không ạ? À? Rồi, câu hỏi tiếp theo là gì? What's your job? Công việc của bạn là gì? À, tôi trả lời rất là đơn giản. Nhớ, bạn có là hướng dẫn viên du lịch. Bạn cũng ghi cho thầy là I am a student. Mọi người
người lưu ý nha. Bạn có là hướng dẫn viên du lịch, bạn cũng trả lời I am a student. Được chưa mọi người ạ? À? Vì sao vậy? Bởi vì bài thi, bởi vì bài thi này dành cho sinh viên. Và em đang thi cho sinh viên, điểm em sẽ chấm dễ hơn. Còn bài thi chuyên ngành có một bài thi khác, em đang lách luật để em thi bài thi này với sinh viên. Vậy chẳng tiếc gì một câu trả lời là I am a student cả. Lớp đồng ý không? Các anh chị các bạn đang học thạc sĩ và các anh chị các bạn đang học nghiên cứu sinh cũng vậy. Lưu ý kỹ vấn đề này giùm mình. Ok mọi người nha. Ok nha. Rồi, đó là phần 1. Phần 1, em sẽ bị hỏi 5 câu và mask của em là 5 từ. Mask của em là 5 từ. Được chưa? Rồi. Tiếp. Và bây giờ mình đi vào đề thi. Hôm nay có lẽ mình học ít lắm. Mình học tầm 2 đề hoặc 2 đề rưỡi thôi. Đúng rồi, mình sẽ không học quá nhiều buổi đầu tiên. Bởi vì mình không muốn mọi người quá ngợp. Mình muốn mọi người xem clip lại sau buổi đầu tiên. À, đi thi sẽ thi trên cùng một câu lạc bộ. Được chưa? Trên cùng một câu lạc bộ. Câu lạc bộ có nghĩa là sao? Bây giờ mình thi câu lạc bộ debate. Mình thi câu lạc bộ debate. Vậy phần 2, đúng rồi, sẽ là debate. Phần 3 cũng sẽ là debate. Và phần 4 email cũng sẽ debate. Mọi người đồng ý mình không? Phần 2 debate, phần 3 debate, phần 4 cũng là email debate. Rồi câu hỏi như sau. Người để ý câu hỏi. Nhớ, các em nhớ này. Nhớ giùm mình này. Trên phần mềm đang hiển thị yêu cầu viết 20 đến 30 từ. Thầy nói to nha. Trên phần mềm đang hiển thị yêu cầu viết từ 20 đến 30 từ. Nhưng em muốn điểm B2, em muốn điểm C, em phải viết được cái ngưỡng 30-40. Vì sao vậy? Đừng hỏi nhiều, có lý do ngầm hết á. Còn mọi người cứ đáp ứng đúng giống thầy. Em đang cần B2 151 để đổi thẻ hướng dẫn viên. Em đang cần B2 để tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ. Em cần C để em tốt nghiệp Đại học Sài Gòn. Thì em phải lưu ý vấn đề này giùm mình cả. Nha, yeah, mọi người nha. Rồi, như vậy nó hỏi mọi người một câu hỏi như sau. Hỏi rất đơn giản. Hỏi là what do you usually talk with friends? Hey, mày thường trò chuyện gì với bạn của mày vậy? Ai cũng có thể trả lời được. Những đứa nhỏ nhà thầy nó có thể nói được là I usually talk with friends, đúng không? About study. Nó có thể trả lời và nói vậy rất là bình thường. Nhưng mọi người biết là chúng ta phải đáp ứng được thỏa mãn số từ này bạn mới được điểm cao. Được chưa? Đây là trả lời đủ thông tin nhưng chưa đủ số từ quy định. Vậy mọi người nhớ này, kéo dài thông tin ra bằng việc trả lời Where, how much, how many, bla bla các kiểu. Được chứ mọi người ạ? Và thầy có đáp án mẫu và sau đó thầy làm một cái bài khác cho mọi người. Đây, ví dụ thầy nói như sau. À, thầy có hai đáp án mẫu luôn. Này, thầy nói như sau mọi người. Tôi rất là thích trò chuyện với bạn của tôi trong thời gian rỗi. Câu này ai cũng viết được, đồng ý không? Chúng tôi thường gặp nhau tại quán cà phê hoặc thư viện để trao đổi về việc học. Ai cũng nói được, đồng ý không? Đặc biệt là chúng tôi thích chia sẻ những câu chuyện về gia đình của chúng tôi. Đồng ý không? Ai cũng có thể nói được. Ok, hoặc là như này. Trò chuyện với bạn mỗi ngày có thể mang lại cho tôi niềm vui. Đây là màu mè. Cái lý do tại sao tôi thích gặp bạn đó chính là lý do tại sao tôi thích gặp bạn của tôi ở nhà của tôi. Và chúng tôi sẽ thảo luận về việc học, về những bài tập lớn ở trường học. Ok, mình có thể trả lời kiểu khác. Mình trả lời kiểu khác mọi người ha. Rồi, các bạn xem đây trả lời kiểu khác này. Đó, nhiều cách lắm. Trò chuyện với bạn, đúng không? Là một trong những sở thích của tôi. Thầy chưa chiêu hết mọi người ạ. Là một trong những sở thích của tôi. Đấy.
Tôi dành cho I spend most of my free time. Tôi dành chọn cái thời gian rỗi. Tôi dành chọn cái thời gian rỗi. Đúng à? Đúng mọi người à? Để gặp gỡ những người bạn, gặp gỡ những người bạn tại các quán cà phê, at coffee shop. Đấy. Và chúng tôi thực sự thích. We like it. Chúng tôi thực sự rất là thích để nói về những trận đấu bóng đá, soccer matches, hoặc là gì ạ? Hoặc là những cái sexy girls. Mọi người trả lời rất bừa nhưng không sai. Được bao nhiêu từ? Được 31 từ. Các bạn thấy chưa? Trò chuyện với bạn là một trong những sở thích của tôi. Tôi dành trọn thời gian để nói, để gặp gỡ bạn bè tại quán cà phê. Và khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi sẽ nói về các trận đấu bóng đá và những cô nàng sexy. Được không? Xin lỗi các bạn nữ, hôm nay là ngày 8 tháng 3 và mình chúc các bạn có một ngày 8 tháng 3 vui tươi nhé. Và cho mình bữa như thế này để mọi người hiểu rằng thì được phép làm bữa nhưng phải đúng ý và đúng từ. Nhé, được chưa? Vậy học với thầy học cái điều gì? Các bạn học điều gì? Xem đây. Mọi người xem này. Xem với thầy này. Từ trên xuống dưới thầy giải thích này. Các bạn thấy gì? À, cấu trúc to be interested in. Liền sau nó là động từ thêm. Liền sau nó là động từ thêm. Thêm in. Một cái. Được chưa? Được chưa mọi người? Được chưa? Rồi, tiếp này mọi người. Trong thời gian rỗi phải có giới từ in. Được chưa mọi người ạ? Được chưa mọi người ạ? Được chưa? Được chưa? Rồi. Lâu lâu mình chuyển tiếp bằng những cụm từ như là đặc biệt là, đặc biệt là, đặc biệt là, bên cạnh đó, ngoài ra, hơn thế nữa. Em viết như vậy cho cái văn viết của em nó hay hơn. Được không lớp? Nha. Mình nói rõ ràng như thế nha. Rồi. Xem tiếp nè các bạn. Xem tiếp nè. Why là từ hỏi. Nhưng cái từ hỏi này không đứng đầu câu, cho nên nó không phải là câu hỏi. Chính vì vậy, sau nó phải là câu khẳng định. Em thấy câu khẳng định chưa? Thấy chưa? Nhiều bạn giỏi rồi, nhưng cho thầy nói lại những anh chị, những bạn nó yếu mọi người nhé. Rồi tiếp. Nếu em dùng chữ one of, thì sau chữ one of là một danh từ số nhiều. Em thấy chưa? Học là học cái này nè. Rồi. Spend á. Cộng với thời gian thì sau spend thời gian sẽ là động từ thêm. Động từ thêm, thêm in. Rõ ràng ràng chưa? Rõ chưa? Em dùng chữ o. Đúng không ạ? Thầy nói rõ. Thầy nói rõ. Em dùng chữ o, em dùng chữ e. Đúng không ạ? Em dùng, thậm chí dùng chữ bớt. Thì nó có một quy tắc parallel. Parallel là sao ta? Là song song giữa hai vế. Trước này em đang dùng danh từ, thì sau này em cũng phải dùng danh từ, em không được dùng động từ. Hiểu không ạ? Mình trong quá trình học, thầy trò mình sẽ tương tác và đụng chạm đến những cái này hết. Nhưng nghe đây, mình rất lo. Lo cái gì? Chương trình càng ngày càng khó. Thầy cho chúng ta phải học cho nó nghiêm túc. Mọi người nghe, mọi người lưu ý cho mình nghe. Rồi, bây giờ mình qua phần mấy? Phần 2 rồi đến phần mấy? Đến phần 3 đúng không? Đến phần 3 đúng rồi. Rồi. Phần 3 nghe thầy dặn đây. Phần 3 trên phần mềm. Trên phần mềm dự thi. Trên phần mềm dự thi là 30-40 từ. Là 30-40 từ. Là 30-40 từ. Nhưng. Em muốn điểm cao. Em phải viết ngưỡng 40-60 dùm thẳng. Được chưa lớp? Do you được chưa lớp? Right. Rồi. Một câu. Câu hỏi đầu tiên nhớ. Nè, đi thi câu hỏi nó dài lắm. Nhiều đứa đi thi chạy về nó: Thầy ơi, cái câu hỏi nó dài lắm. Em thấy câu hỏi em nó ngắn vậy. Thầy ơi, cái câu hỏi nó dài lắm. Cái đề của thầy nó ngắn vậy. Dài kệ nó, thầy bỏ bớt rồi. Dài kệ nó. Quan trọng câu hỏi nó hỏi cái gì thôi. Nói như sau: How do you learn about the world news? Ê thằng kia, mày tìm hiểu tin tức thế giới như thế nào vậy? Như thế nào vậy? Đúng mọi người ạ? Như vậy chúng ta sẽ trả lời với nhau. Hãy cho thầy trả lời câu A. Một tí B, C các bạn sẽ trả lời nhé. Rồi thầy sẽ trả lời.
Không có một từ nào mới cả. Và chúng ta đang làm với nhau, đang dặn dò rất là kỹ. Thầy hy vọng những bạn đang học, đang ngồi lắng nghe, phải nghe cho kỹ, phải để ý cho kỹ. Sơ hở một cái, không làm đúng yêu cầu, điểm thấp, buồn. Nhưng thầy tin tất cả các bạn dành thời gian cho ngày 8 tháng 3 để học là những bạn rất nghiêm túc. Rồi bây giờ như thế này. Give advice how to make good impressions in debate. Hãy cho tôi cái lời khuyên làm sao để gây ấn tượng. Lời khuyên để gây ấn tượng trong một cuộc họp, trong một cuộc tranh luận. Vậy viết 30 đến 40 từ. Các bạn giúp giùm thầy viết đi ha. Được không? Thử cái câu B này đi. Mọi người sẽ có 5 phút. Bây giờ là 7:50 đến 7:55 mình sẽ sửa. Đồng ý không mọi người? Rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã có những đáp án đưa lên. Và bây giờ thầy cho chúng ta sẽ nhận xét. Hãy nhớ rằng lỗi của bạn mình sẽ là lỗi của mình. Bởi vì không ai giỏi cũng chẳng không và cũng không có ai là quá tệ. Học mọi người sẽ hiểu. Thứ nhất, bạn từng bạn ha, mình sẽ sửa từng bạn nha. Nghe đây mọi người, mình sửa bạn đầu tiên. In order to kake là không có. In order to kake là không có. Không có chữ kake. À rồi, vậy ngay đây là em đã gây khó chịu cho tụi giám khảo rồi đó. Thực ra là gì? Là trước khi giám khảo chấm thì phần mềm nó sẽ chấm. Em đã gây khó dễ cho phần mềm rồi. Nó kick out em bởi vì em trả lời sai câu đó. Em nó kick out em ngay lập tức. Chữ mark đúng không? Thầy biết em chữ mark, nhưng em ghi chữ kake cho có lẽ là vội liêm ha, không sao. Rồi, bạn phải ăn mặc lực quần áo. Bây giờ căng lắm mọi người, căng lắm. Bây giờ thầy giải thích nè. Động từ là phải đúng không? À, sorry, cái động từ khuyên ở đây là phải ăn mặc. Bây giờ ăn mặc là chữ dress đúng không? Quần áo là chữ clothes số nhiều đúng không? Đúng rồi. Vậy ăn mặc quần áo lịch sự. Vậy quần áo, ăn mặc quần áo lịch sự. Vậy ăn mặc quần áo lịch sự là gì? À, mình dùng như thế này. Politely dress clothes. Ăn mặc quần áo một cách lịch sự. Như vậy nếu em dùng cái này, nếu em dùng cái này là chữ and. Vậy quần áo của em ở đây là danh từ. Vậy cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Và nó vô nghĩa. Good là tính từ. Prepare là động từ. Tính từ không thể đi được với động từ. Là cái nhất. Cái hai, em đang dùng danh từ. Ở sau đây tại sao em lại là động từ? Nếu thầy sửa cho em thì phải sửa như thế này. Well prepared. Bạn phải ăn mặc lịch sự và chuẩn bị kỹ càng. Thì lúc đó nó mới hợp lý được cái chỗ này nè. Hợp lý được chữ politely dressed and well prepared. Rồi, em mới phù hợp được. Vậy phân tích cho nó kỹ nghe em. Rồi, tiếp. Tại thời gian đó, at that time, thầy không hiểu các bạn hay dùng chữ at that time để làm gì. Chẳng có một cái nghĩa nào cả. Đúng không em? Chẳng có nghĩa nào cả. Rồi, bạn có nhiều thông tin hơn để nói với tình yêu của bạn hoặc là sau cái của bạn là tốt tại chủ đề đó. Không hiểu. Tiếng Việt đang, Liêm ơi, tiếng Việt đang có vấn đề. Tiếng Việt có vấn đề đúng không Liêm? Liêm cùng dịch với thầy nè. À, cái chữ này là em sai trầm trọng nhưng mà mình vẫn dịch cái đã. Cho em cái này anh đúng đi ha, cho em đúng đi. Bạn có nhiều thông tin hơn để nói với partner của bạn. Partner có nhiều nghĩa lắm. Bạn đời, người phỏng vấn, người đàm thoại, người trò chuyện. Rồi, và sau cái của bạn là tốt tại chủ đề đó là sao? Em thấy tiếng Việt đang có vấn đề không? Đây, bạn có nhiều thông tin hơn để nói với partner của bạn và cho thấy rằng của bạn là tốt tại chủ đề đó là sao? Không hiểu luôn. Như vậy em đã làm cho người ta rối rồi đó Liêm ạ. À, em thấy chưa, cái viết cái câu nó phải chỉnh chu về cái ý.
Em đủ số từ nhưng mà không đúng tí nào hết. Nghe chính Liêm nghe. Rồi tiếp. Bảo Trân. Rồi mới căng đây. Người đẹp này 33 từ. Số từ của bạn là 33. Như vậy cam kết luôn, em cao lắm A2. Nếu em đúng thì em cũng A2 thôi. Rồi bây giờ người đẹp có thể là lúc lúc gõ trên 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 học với thầy nó có sự tương tác trên trên máy tính nó hơi khó chịu, nhưng em nhớ rằng là gì, đứng đầu câu phải ghi hoa chủ từ ai, xin thưa mọi người đứng ở đâu cũng ghi hoa. Hồi nãy thầy có nói không, có nói kìa, em quất như vậy một phát phần mềm kick out ngay câu này không chấm. Tiếp sau dấu chấm là đứng đầu câu cũng phải ghi hoa, phải mà ghi hoa làm chi vậy. Rồi viết là phải viết câu, vậy em xem đây không phải là câu. Vì sao? Câu là có cái gì, câu là có chủ từ, động từ, túc từ, vậy đây không phải là câu. Tiếp tiếp à, tiếp à. Rồi sửa này, trong một cuộc debate nếu bạn muốn làm ấn tượng tốt với những người khác, bạn nên có eye contact trong cái cuộc nói chuyện. Câu này khá là hay, khá là hay, khá là ổn, như em đặt chữ ai là em đã đi xa rồi, em hiểu không? Đấy, thầy sửa cho em. Rồi câu sau vô nghĩa, câu đó hay nhưng câu sau vô nghĩa này. Bên cạnh đó bạn phải cười và tự tin. Em biết rằng confident là tính từ mới giảng bên trên xuống là y chang, and là quy tắc parallel, smiler là một verb. Verb không thể đi với an adjective được, một điều rất vô lý. Em đồng ý với thầy không người đẹp? Và ngoài ra chữ must là động từ khiếm khuyết, sau nó là động từ nguyên mẫu, smile là động từ nguyên mẫu. Tại sao confident tính từ có thể đứng sau chữ smiler? Antecedent là gì? Chủ từ của này là cái gì? Question là gì? Chủ từ của nó là cái gì? Vậy đang bị vấn đề nguyên một nùi câu sau. Và em đúng được cái được câu này à? Được 17 từ. Vậy nếu chấm điểm em cũng A0, bởi vì không đạt được số từ quy định. Thấy chưa? Rút kinh nghiệm được chưa? Đấy các bạn phải rõ ràng rồi. Hy vọng bạn Long Thái ổn nghe. Để có một ấn tượng tốt, tôi thường carefully prepare relevant content. Em dùng được như vậy rồi thì tại sao cái content em không có S? Đúng không em? Content em được mà. Điều này giúp cho tôi cảm thấy tự tin khi tranh cãi với những đối thủ không có opponent, không dùng cho opponent trong một cái debate, không gọi là opponent mà gọi là partner hoặc là colleague, đồng nghiệp ấy, colleague, đúng không? Đừng gọi opponent, opponent nó không ổn trong cái này. Vậy đó là cách dùng từ, nghe Long Thái nghe. Rồi tiếp. Bên cạnh đó tôi luôn cố gắng ăn ăn mặc ngăn nắp. Đúng rồi, rồi. Và đối với tôi, sự chuẩn bị cẩn thận là điều là yếu tố quan trọng nhất trong việc gây một ấn tượng trong cái cuộc họp. Như vậy, em rồi mọi người nè, em câu này em bị lãng phí và em bị dư thừa. Vì sao? Bây giờ này, bây giờ mình kiểu đi ha. Ê, bạn có những con animal nào vậy? Tôi có animal đầu tiên là một con đọ. Tôi có animal thứ hai là con kẹt. Tôi có animal thứ ba là con rabbit. Đúng không? Và tôi quay lại con đọt làm gì nữa? Hiểu hiểu là sao? Em đang liệt kê đó. Làm gì? Chuẩn bị cái content nó liên quan. Đúng rồi. Bởi vì content này làm sao? Content này giúp em tự tin với partner của em. Như vậy nó support cho cái content. Cái hai là gì? Ăn mặc ngăn nắp, lịch sự. Em lại lặp lại chữ carefully preparation làm chi nữa? Ở đây là carefully repair là nó đó. Dĩ nhiên thầy ơi, em repair cái khác không? Repair cái khác ở cái này là cái nào? Nó không rõ ràng. Vậy đừng quay lại câu này nữa. Em bị dư thừa. Vậy té ra câu này chỉ là thông tin lặp lại. Và giám khảo khó chịu, nó không chấm câu này. Đấy, đúng không ạ?
Dĩ nhiên em nói không, câu đó là câu chốt của em, nhưng đây không phải là viết một paragraph mà đây là trả lời. Trả lời theo kiểu làm gì? Thỏa mãn thông tin, từng từng thông tin của dạng câu hỏi, và em lặp lại cái câu này là dư thừa. Đừng, thầy tin em viết rất tốt nhưng đừng viết như vậy nghe. Rồi phải bỏ cái đó đi. Rồi chân, nhưng bỏ cái đó thì em là không đủ từ, em mới 33 từ. Rồi Trần, Trần Thảo Quyền, hỏi cái, những cái cuối tuần của tôi là dành, là được dành trong cuộc gặp gỡ và các cuộc thảo luận. Tôi thường, câu này không liên quan, câu này đi quá xa. Người ta hỏi là cái advice, cái advice, cái advice để mà make a good impression in a debate. Hỏi lời khuyên, chứ chẳng hỏi về cái daily activity của em. Dĩ nhiên câu này là câu lái thông tin vào. Tôi là một người luôn có những cuộc họp và những discussion, và tôi làm chuyện đó chuyện đó. Kệ em chẳng liên quan, bởi vì chúng tôi không hỏi, mà chúng tôi hỏi advice của em. Như vậy ngay từ cái đoạn này có thể sẽ chấp nhận ở đây nếu nó đúng màu cả. Câu này không liên quan. Tôi luôn luôn đến sớm và ăn mặc ngăn nắp và lịch sự. Vào mỗi cái cuộc meeting, tôi thường gây ấn tượng bởi trình bày cái quan điểm và quan tâm đến những người khác. Em viết rất tốt nhưng chỗ này không đủ từ. Thấy không? 28 từ. Câu đầu tiên đâu liên quan. Em đến cái meeting kệ em, anh đi discussion kệ em, em đi cái weekend của em kệ em. Tôi không hỏi, tôi hỏi cái advice. Vậy xem là dĩ nhiên đây là câu lái vào, và em sẽ bắt bẻ thầy. Ô, hồi nãy thầy nói là tôi sẽ là thích gặp gỡ bạn bè. Ồ, câu này lái vào nhưng lái liên quan, bởi vì câu hỏi là gì, mày thường nói gì với bạn của mày. Vậy câu lái này liên quan, còn cái lái đó không liên quan nghe em. Rồi như vậy bỏ câu đó đi thì lúc này em bị thiếu từ, đúng không? Hai bạn này, đến lúc này hai bạn này là viết ổn, nhưng mà bị thôi, bị cái kiểu đó thôi. Rồi tiếp Đức Anh, 5 từ ha. Gây một ấn tượng trong một cái debate là một cái kỹ năng cần thiết. Cái ấn tượng trong debate là một cái kỹ năng cần thiết, gọi là kỹ năng cũng được, tùy các em. Rồi bạn có thể học nó trong những cái buổi chia sẻ kỹ năng và những trải nghiệm thực tế. Từ từ, cái đề quay lại cái đề này, em làm khó thầy quá. Cái đề là sao? Cái advice để gây ấn tượng. Cái advice có nghĩa là làm như thế nào, mình hay nói đùa làm như thế nào, có nghĩa là tôi cần cái công việc cụ thể làm thế nào thế nào thế nào, đúng không? Chứ tôi không có trình bày, tôi không yêu cầu mọi người phải trình bày là học nói trong các buổi chia sẻ kỹ năng và trải nghiệm thực tế. No, tôi không cần điều này, tôi cần cái cụ thể. Hãy vậy, em không sai nhưng tránh ra cái kiểu viết này. Em không sai nhưng tránh ra kiểu viết này Đức Anh nha. Rồi những yếu tố, những nhân tố mà tạo ra một ấn tượng cho một cái debate đó là sự tự tin rõ ràng, thông tin rõ ràng và truyền cảm hứng. Cái này có thể hay và có thể accept được, nhưng cũng có cái sai. Okay. Nhưng cũng có cái sai nào đó là nó nằm chỗ này nè. Mọi người xem này, phân tích nha, phân tích nè mọi người ạ. Để tránh cái lỗi này mình làm cái gì? Include. Thầy chấp nhận chữ include kệ thầy chứ. Thì bạn nói thầy ơi sai chữ include không, chấp nhận được. Em đang dùng nào đúng không? Đang dùng nào đúng không? Rồi dĩ nhiên ở em ở đây là một cái now, hay nói một cách khác đó là một cái now phrase của em. À, nó là nguyên là một cái cụm nào của em hết. Nhưng tránh cái việc máy tính bắt bài, máy tính nó bắt bài chữ em này. Bởi vì có kiểu như sau. Em hiểu cái thầy này, tôi có một con chó ở đó chứ hả? Tôi có một con chó và hai con nhỏ bạn gái. Sorry, hai con sư tử, two tigers. Cái em nó là ủa bạn cái miếng lá gì đó, có học không thấy giọng cái á á trong nó vậy? Ui, bạn cái miếng lá ơi, mình có thể mời người yêu mình ra ngoài được không? Á á trong đó nó khó học nghe. Rồi bạn học không nghiêm túc rồi
Bữa nào thi rớt là mệt lắm, là không nghiêm túc rồi thầy mời ra khỏi lớp á, đang đang ngồi học cái gì mà giọng trai á á trong đó. Rồi ok, mệt quá. Rồi như vậy bây giờ để tránh cái lỗi này ha, nó bao gồm cái việc gì? Sự tự tin, hoặc là cái thông tin nó rõ ràng và truyền cảm. Như vậy hai thông tin có hai thông tin nó sẽ phải nối nối bằng chữ and này, đúng không em ạ? O này, cái kiểu kiểu đó đó. Rồi nào, vậy bây giờ tôi để tránh nó hiểu lầm cái chuyện gì, tôi có phải o không được, còn không o được, tôi tránh nó hiểu lầm chữ and này này, vậy tôi đọc vào chữ đây, chữ o phải o. All clear and inspiring information. Như vậy cái hai tính từ này này là bổ nghĩa cho chữ information, thấy không? Nó kiểu kiểu đó để tránh cái lỗi của máy tính khi nó check grammar, được chưa? Rồi include hay including có bắt bẻ nhau cái chỗ này làm cái gì? Cái đó không sao. Các bạn lớp SC3 lưu ý cái đó không sao hết. Mình vẫn ở xe. Rồi mình cũng có một cái câu viết nó đâu rồi? Hình như cái này của bạn mình đấy hả? Rồi đây à, mọi người bạn cái này lớp cũ đúng không? Rồi mọi người xem bạn mình này. Tôi nghĩ là bạn cần phải có những cái trang phục lịch sự để gây ấn tượng tốt trước những người khác. Và ngoài ra, bạn cần phải mang một cái áo sơ mi, một cái cà vạt và một cái quần tây. Hơn thế nữa, bạn nên có cái giọng nó to và nó rõ để thu hút sự tập trung của người khác. Từng advice nó rõ ràng. Được chưa mọi người? Từng advice nó rõ ràng. Bài viết này quá đỉnh, quá tốt, phải rõ ràng như thế là được. Bây giờ ăn mặc lịch sự, ăn mặc lịch sự. Rồi giải thích cho sự ăn mặc lịch sự đó là gì? Mày nên mang cái short, mày nên mang cái tie, mày nên mang cái quần. Ngoài ra, mày nên có cái voice nó loud và nó clear để thu hút sự tập trung của người khác. Ok, được nghe. Thầy tin các bạn làm được như thế. Đúng rồi. Rồi bây giờ câu 3 nó hỏi gì mọi người? Ba hỏi gì lắm? Hỏi gì? Một vài người nói rằng trước khi đưa ra cái quyết đoán mẫu thay đồng ý này, tôi nghĩ rất là cần thiết để suy nghĩ về hai khía cạnh của vấn đề trước khi đưa ra một cái quyết định. Vì sao cần thiết? Is it mainly because, nghe đây, đã học với thầy nhớ, học với thầy nhớ, 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 chữ bởi vì đứng đầu câu không được dùng chữ because, dùng cho thầy chữ it is mainly because. Nhắc đi nhắc lại nha, nhớ nhớ nhớ, đứa nào không nhớ ráng chịu, có lý do hết á. Rồi đứng đầu câu ấy, bởi vì chúng ta sẽ có những giải pháp để giải quyết, để xử lý những kết quả không mong đợi. Đó là cái lý do đầu tiên. Ngoài ra, chúng ta sẽ dễ dàng đi đến những kết quả sau cùng một cách hiệu quả hơn. Đúng rồi, một cách hiệu quả hơn. Mình bỏ chữ easily, có chữ easy. Ta dễ dàng đi đến cái kết quả sau cùng một cách hiệu quả hơn. Thấy mọi người, 38 từ, bây giờ mình đẩy hai từ vào. Đẩy nè, coi thầy đẩy nè. Tôi nghĩ rằng điều đó rất là cần thiết để nghĩ về. Như bạn nói, thầy ơi, nghĩ rằng rồi còn nghĩ về chi nữa. Đúng, bạn ấy phát hiện ra. Vậy thầy viết kỹ khác này. Trong suy nghĩ của tôi, cỡ nào mình cũng phải làm cho nó chuẩn. Trong suy nghĩ của tôi, điều đó rất là tốt, điều đó rất là hợp lý để suy nghĩ về hai khía cạnh của vấn đề trước khi đưa ra quyết định. Bởi vì chúng ta sẽ có những giải pháp để giải quyết những kết quả không mong đợi. Bên cạnh đó, mới 39 từ à, tôi không nghĩ ra được ý nữa rồi. Vậy tôi không dùng bị sai này nữa, mà tôi dùng bị sai đáp cũng phải. Bên cạnh đó, chúng ta có thể tìm, chúng ta có thể dễ dàng, có thể dễ dàng làm gì là phá được easy to. Nhớ cho thầy cụm từ. Dễ dàng làm gì là phá được easy to. Chúng ta có thể dễ dàng để đạt đến cái kết quả sau cùng một cách hiệu quả. Có dễ, nhiều bạn viết hay hơn mình nữa, nhưng mình muốn chia sẻ rằng những câu viết của mình là những câu viết đơ, những ý tưởng của mình là những ý tưởng rất rất là sinh viên, không cần giỏi nhưng cần chuẩn. Rồi bây giờ qua câu lạc bộ tiếp theo, computer. Rồi mọi người viết cho mình câu 2 để xem. Mình
Câu 2 ha, 3 phút nha, 4 phút đi. Where and when do you often use computer? Bạn thường sử dụng máy tính khi nào và ở đâu? Phần này mong đợi số từ là 30, 40. Mọi người dĩ nhiên phần mềm nó là 20, 30. Nghe, rồi giúp giùm thầy trả lời câu này đi. Em có phúc khảo thì em tốn tiền, chứ nó không bao giờ lên được. Bởi vì em nghĩ nó đúng nhưng hội đồng chẳng nghĩ nó đúng. Nha, chẳng bao giờ lên điểm được đâu. 40, 32, 26, ít quá rồi, lại không có dấu chấm cuối câu nữa, thấy chưa Kim Dung? À, thấy chưa? 28 thì cũng tạm ổn, nhưng 26 ít quá hỉ. Rồi 37. Rồi bao giờ mọi người xem nghe. Cái công việc học của tôi, my study job. My study hoặc my job thôi nhỉ. Study, dĩ nhiên người ta vẫn dùng study job mọi người ha. Mọi người nếu mọi người nếu các bạn sử dụng một cái máy tính, thực ra mọi người thấy nó đâu dùng mạo từ ở đâu đúng không? Như vậy cái chữ computer ở đây nó được xem như là một cái danh từ chỉ hoạt động dùng máy tính. Vậy vì học của tôi yêu cầu tôi, đòi hỏi tôi sử dụng máy tính rất là nhiều, use computer a lot, không có mạo từ. Lúc này computer không phải là danh từ đếm được hay không đếm được nữa, mà đang nói về cái hành động. Rồi rồi xã bố, cảm ơn em dùng được cụm từ này rất tốt. Tôi sử dụng lúc này the computer, rõ ràng nó lặp lại lần hai mà. Tôi sử dụng cái the computer để mà tham gia vào cái lớp học và chuẩn bị các bài học cho cái next lesson. Ok rồi, bên cạnh đó những chiếc máy tính cũng giúp tôi tiến hành các nghiên cứu khoa học một cách thuận tiện hơn ở nhà. Ok, ok, tốt, có gì đâu mà sai, đúng mọi người, rất là tốt. Nhưng nếu là thầy, thêm một cái nữa luôn. Nếu là thầy, thêm một cái nữa luôn. Ok, em đã đề cập computer rất nhiều ở đây, thì ngay từ lúc này thầy sử dụng cái computer là một cái plural noun luôn. Trên này là hành động use computer, thì nó đứng khơ khơ một mình vậy thôi. Nghe được chưa? Rồi, thế thôi, rất đơn giản, right? Rồi, Trần Thảo Quyền, tôi thường sử dụng computer cho việc học và schoolwork, các cái cho việc học và các bài tập ở trường học đấy. Studying and schoolwork thì được nghe. Rồi, bởi vì em nhớ này, is it mainly because liền sau nó không có giới từ of? Nhớ. Rồi, như vậy là is it mainly because, bởi vì nó giúp tôi hoàn thành các bài tập nhanh hơn. Và đôi khi, Quyền ơi, thầy cấm tuyệt đối viết câu dài như thế này. Thầy nói thật, thầy là một thành viên tham gia vào chấm bài và thầy biết là nó như thế nào. Nếu em viết như vậy nó không chấm đâu. Cái câu nó quá dài, nó rất là lung tung, lũng tung tùng. Đúng rồi, vậy thầy sửa từng cái cho em nha. Rồi, sửa cái thứ nhất này, em xem này. Bây giờ này, tất cả sinh viên Việt Nam đều sai cái này. Mình dám tự tin nói tất cả. Ngoại trừ những bài chuyên ngữ ra. có cái nhóm SA5 nó nói ngoại trừ những bài chuyên ngữ ra. Rồi lưu ý đây. Vì sao? Em đang dùng một cái chủ từ, một cái tục từ, một cái danh từ gì đó thay thế, thì em phải đảm bảo rằng danh từ liền trước nó là cái gì. Nó giúp cho tôi, nó là cái gì? Nó là việc sử dụng máy tính hay là những cái máy tính? Nếu nó việc sử dụng máy tính thì câu này em viết sai. Nhưng em nói những chiếc máy tính thì cái này là sai. Bởi vì những cái máy tính thì chỗ này phải là gì mọi người? Đây. Bởi vì chúng có thể giúp tôi làm những cái bài tập nhanh hơn. Chậm, hết ý rồi đã. Hết ý rồi đã. Rồi, sao nữa? Em muốn dùng chữ sometime đứng đầu con đúng không? Và đôi lúc phải tôi có thể học được nhiều thông tin hơn thông qua những cái máy tính. Em đã dùng computer số nhiều. Đúng rồi, đây, computer số nhiều luôn. Rõ ràng cái này là nói chuẩn hơn Quyền nhé. Nhưng mà, rồi đủ từ 30, nghe. Em không sai, nhưng nên xem lại để đạt được cái điểm tốt hơn và nói chuẩn mực hơn và rõ ràng hơn. Em xem lại cách dùng các danh từ. Kim Dung, ở công ty tôi luôn sử dụng máy tính để làm việc. Đã là to thì liền sau to là một động từ nguyên mẫu, không thể nào có to work as được nha. Để làm việc và thư giãn sau những công việc, bản thân chữ work không đếm được.
Work không đếm được. Nếu work là danh từ, work không đếm được, chỉ chalk mới đếm được. Mà tôi sử dụng máy tính để mà làm việc và thư giãn sau những giờ làm mệt mỏi. Ý em là vậy đúng không? Những cái tiring, những cái working hour. Họ dùng tiring em là không biết nữa. Sau những cái giờ làm, after working hours, in the day off, okay. Nhiều bạn nói, thầy ơi, in the day. Rồi, tôi sử dụng máy tính. Tôi sử dụng máy tính để nghe nhạc và xem phim. Ok, rồi, chấm cái đi. Em mà không đủ từ. Có bạn bắt bẻ là chữ computer. Không, thầy đang nói về hành động use computer. Cho nên thầy chẳng số nhiều sách gì hết. Vẫn được, mới 28 từ. Xem lại nha, cố gắng sửa lại. Sửa cái này. Chính là cái này. Được chưa? Rồi. Linh. Tôi thường sử dụng máy tính ngay từ đầu tiên bạn mình nói the computer. Rồi. Sau khi đi về nhà từ trường học, tôi sử dụng máy tính để học và tra và look up news và tra cứu tin tức đấy. Ý bạn mình nói tra cứu tin tức đấy. Bên cạnh đó tôi cũng sử dụng nó để chơi game, viết rất sinh viên. Và mới có 28 từ thôi. Vẫn thì có bắt bẻ gì đâu, được mà, có gì đâu sai. Đúng mọi người, viết rất là sinh viên thế thôi. Rồi, tôi thường sử dụng máy tính trong phòng lúc 9 giờ tối. Em phải ở đây làm chi vậy? Ai kêu em phải? Đúng không? Mình chỉ dùng dấu phẩy để mình phân tách cái đối tượng, cái chủ thể, cái hành động ra thôi. Còn đây là nơi trốn thời gian thì có dấu phẩy hành trí. Đúng không? Dùng trong phòng lúc 9 giờ. Ok, đồng ý chỗ đó. Tuy nhiên trong thời gian rỗi, tôi thích tuy nhiên để đây. Em dùng chữ tuy nhiên khi nào? Ví dụ, tôi thích I like Thái. I like Thái, tôi thích Thái lắm. Tuy nhiên, anh ấy không quan tâm tôi. Vậy nó phải có một cái mối liên đới cái gì đó. Em mới viết được chứ however. Tuy nhiên, tôi dùng máy tính trong phòng ngủ lúc 9 giờ. Tuy nhiên, trong thời gian rỗi tôi thích chơi game máy tính. Đâu có liên quan đâu however. Bỏ however đi. Rồi trong thời gian rỗi tôi cũng rất là thích để chơi game máy tính và nghe nhạc. Rồi, đôi lúc tôi mời những người bạn đến nhà để chơi game. Cái này sai này. Câu này sai này. Em đang nói là em chơi game máy tính và nghe nhạc. Đó là bản thân của em. Em làm cái chuyện đó. Và câu hỏi của em là mày sử dụng máy tính khi nào ở đâu? Mày sử dụng cái đó để làm gì? Bây giờ mời bạn đến nhà chơi game. Chưa chắc chơi game trên máy tính. Nhưng mà nó nói, ở đây đây thầy, không biết được game. À, đó là bản thân của em. Đây là bạn em, nó khác à. Câu này không liên quan. Bỏ đi. Đừng viết câu này. Em viết về cái bản thân em mà. Câu hỏi nào bản thân em mà. Đập vào đây play, my friend play game, biết thằng nào play game cái gì, đúng không? Đừng viết vậy nghe thấy à. Rồi nói dễ không có gì lo hết. Rồi phần 3, mọi người xem phần 3 ha. Bạn của tôi, my friend, doesn't know how to use the computer. How to use computer, what should she do? Bạn tôi không biết sử dụng máy tính, cô ấy nên làm gì đấy? Thực chất đi thi câu hỏi vậy này. Bạn nào rớt rồi mà thi cái đề này, có phải câu hỏi vậy không? Phải không? Những bạn rớt mà đi trúng đề này, có phải là cái này không? Give some advice to her nhé. Give some advice to her. Bạn của tôi không biết sử dụng máy tính như thế nào. Cho cô ta một số lời khuyên đi. Đúng rồi. Vậy, khuyên, hãy cho cô ta lời khuyên. Rồi, bắt đầu khuyên nha. Khuyên à, thầy biết luôn nha. Thầy biết nghe mọi người, bữa đầu tiên cho thầy tương tác nhiều tí, cho thầy làm nhiều tí. Tôi nghĩ cô ta nên học những cái basic. Nhưng mà thầy ơi, basic là cái gì thầy? Chứ bao giờ em thấy chữ basic. Thôi, học chữ simple. Simple biết không? Biết đơn giản, giản đơn. Cô ấy nên học những cái bài học giản đơn. Của cái việc những bài học giản đơn. Rồi, những bài học giản đơn từ cái trường học from school. Phải xám mình làm màu ra. Cho ví dụ cô ấy chứ hả? See, cô ấy phải biết nhớ này, nghe này, nhớ này. Nếu em dùng know với danh từ là bình thường. I know you, I know her, I know the door over there. Vậy thì sau đó là danh từ. Nhưng nếu sau đó là một verb
À, em có thể dùng chữ to verb bình thường. Nhưng người ta thường dùng vậy này. Know how to biết như thế nào để làm gì. Đúng không? Tôi phải biết như thế nào để mà gì? Open những gì ạ? À? Những các chương trình. She must know how to open programs on computer. Thầy chẳng có đờ gì cả. Thầy đang nói rất chung chung, thầy đang nói chung chung ấy. Computer đã nói chung chung ấy. Tôi phải biết như thế nào nên mở các chương trình trên máy tính. Ngoài ra, bên cạnh đó, cho cô ta lời khuyên đúng không? Cho cô ta lời khuyên không? C sao ạ? À? Ngoài ra là cô ấy có thể xem những video hướng dẫn, những cái video trên YouTube để làm gì? Để cập nhật các kiến thức về máy tính. To update computer knowledge. Hay đang dùng chữ computer chung chung ấy. Bây giờ đếm đủ từ chưa? 31 từ, mới 31 từ à. Căn nhà. Có từ nào mới với lớp không đã? Học những kỹ năng đơn giản. Cái người mà đang chấm viết á, họ đang đánh giá cái kiểu này. Họ đang có cái kiểu lập luận này. Những câu hỏi nào liên quan đến kiểu là what do you think? Câu hỏi quan điểm của bạn về cái điều nào đó. Thì các bạn cố gắng đặt cho thầy bằng những cụm từ như thế này. I totally agree with this idea. This idea hoặc là this opinion đúng không? Hoặc là this view gì đó tùy các bạn. Nếu em đồng ý, em dùng thế này. Nếu em không đồng ý thì em sẽ dùng chữ disagree. Thầy đang thấy họ đang chấm theo kiểu này. Vậy đọc vào chỗ này. Nếu đồng ý, tôi đồng ý với quan điểm này, giải thích ra. It's mainly because, bởi vì sao? Câu lạc bộ số 3, mình có một câu làm sẵn và những câu kia là câu bài tập về nhà. Nghe, câu lạc bộ số 3 đó là câu lạc bộ travel. Nhớ, số 3 của lớp học online, của lớp học online, còn lại là nó đã có clip trong nhóm ấy. Clip trong nhóm là clip thi luôn á. Em xem đi, ngày mai thứ bảy này, mốt chủ nhật này rồi mới quay lại, 2 ngày nữa mình mới quay trở lại nhé. Rồi du lịch, để cho tôi nghe về một cái nơi bạn thường đi đến là nơi nào vậy. Mình dẫn nhập, mình chế, mình bla la la các kiểu này. Các em, tôi rất thích đi du lịch. Chơi chiêu, tôi chơi chiêu. Rồi tôi luôn dành hầu hết thời gian rỗi đi đến những nơi mới mỗi năm. Tuy nhiên, câu này chơi chiêu này, tuy nhiên cái nơi tôi thường đi đến là thành phố Đà Lạt. Thì không, thầy nói là tôi thích, tôi đi mọi nơi, tuy nhiên sẽ là này, tuy nhiên cái nơi thích thường đến là Đà Lạt. Và bây giờ tôi viết kiểu khác rồi, mình viết kiểu khác ha. Rồi bắt đầu ha. A place that I often go to, một cái nơi mà tôi thường đi đến, is Hanoi. Hanoi, I love it because of delicious, đúng không? Sorry, delicious dishes. Tôi rất là thích cái Hà Nội bởi vì những cái món ăn nó ngon. Coi này, đặc biệt là đúng không? À, bên cạnh đó đi hả? Bên cạnh đó đã. Bên cạnh đó. Hà Nội has beautiful views for my photograph. Ok. Bên cạnh đó, Hà Nội có những quang cảnh rất tuyệt vời và những quang cảnh này sẽ dành cho những khung hình của tôi. Đặc biệt. Hãy dành cái đặc biệt cuối cùng ấy. Đố mọi người vì sao thầy dành cái đặc biệt cuối cùng? Thầy dành chữ đặc biệt cuối cùng bởi vì khi đã dùng chữ in particular là mình đã kết thúc ý tưởng. Nếu mình đặt đặc biệt trên này là viết nữa đâu có được.
Hiểu không? Rồi mình sẽ sửa cho một vài bạn ba câu này. Mình sẽ dịch trước đi ha. Hãy kể cho tôi nghe về kỳ nghỉ gần đây của bạn. Câu số 2. Mày thích cái kỳ nghỉ nào vậy? Và tại sao? Kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ đông, kỳ nghỉ trung thu hay gì đó, kể các bạn. Hành vi. Mày nghĩ như thế nào về hành vi của khách du lịch? Mày nghĩ như thế nào về hành vi của khách du lịch trong quốc gia của mày? Có nghĩa là khách du lịch họ có tử tế hay không? Họ biết bảo vệ môi trường hay không? Họ biết chăm sóc thiên nhiên, chăm sóc những đứa trẻ hay không? Bờ la la các kiểu. Vậy mọi người sẽ viết ra ba câu này. Gửi Zalo trước buổi học ngày thứ hai nếu muốn thầy góp ý. Ok? Và phải thực hành, phải luyện tập để mình đánh giá được mình. Đừng có chờ, đừng có chờ. Chờ mãi đến đi thi đùng cái thầy ơi em thi không tốt, đừng bao giờ nói không tốt. Thầy chúc các bạn, tất cả mọi người trong lớp học này, các bạn sẽ thi tốt ha, sẽ luyện tập tốt. Và nhớ này, tốn tiền học, tốn tiền thi, tốn thời gian và nhục lắm nếu không học. Nghe mọi người nha, mình đùa đùa như thế, right? Mình sẽ tôn trọng các bạn, mình sẽ dành thời gian để mà chuẩn bị các nội dung tốt nhất và nội dung như mình đã cam kết. Tuy nhiên, bạn phải học và bạn phải thực hành và viết thật tốt, luyện tập các kỹ năng thật tốt cùng với mình, song song với việc xem clip là bắt buộc. Được chứ các bạn? Ok, rồi tối hôm nay.